Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư liệt vị. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị về những nỗ lực và triển vọng phục hồi Phật giáo tại Ấn Độ. Trong chuyến hành hương tới Bồ Đề Đạo Tràng vào năm 1891, thì nhà lãnh đạo Phật giáo Sri Lanka, đó là Ngài Anarayika Dhammapala, lúc đó chỉ 27 tuổi, đã vô cùng xúc động khi Ngài thấy rằng di tích lịch sử trọng đại này của Phật giáo đang do một giáo sĩ của Ấn Độ giáo thuộc tông phái thờ thần Shiva cai quản. Và hình ảnh của Đức Phật đã bị biến cải thành một hình tượng của Ấn Độ giáo, và những người Phật tử bị ngăn cấm, không cho vào để chiêm bái. Ngay sau chuyến hành hương đó, thì Ngài Anagarika Dhammapala đã thành lập một tổ chức có tên là Mahabodhi Society, tức là Đại Bồ Đề Hội, để khởi sự công cuộc phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ. Những nỗ lực ban đầu của tổ chức này là phục hồi Phật giáo tại đất nước đã khai sinh ra Đạo Phật, đồng thời tái thiết và tân trang những chùa, viện, đền đài tại những thánh địa của Phật giáo như là Bồ Đề Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển và Kushinaga, là nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Đến giữa thập niên 1950, thì tiến sĩ Bhimrao Rami Ambedkar đã phát động một phong trào giúp những người thuộc giai cấp tiền dân thấp nhất của Ấn Độ cải đạo để trở thành những người Phật tử. Ông đã viết và xuất bản rất nhiều tác phẩm và những bài khảo luận giá trị, nói rằng là trở thành người Phật tử là con đường duy nhất giúp cho những người thuộc giai cấp tiền dân đạt được sự bình đẳng trong xã hội Ấn Độ. Một thời điểm trọng đại là vào ngày 14 tháng 10 năm 1956, ông Ambedkar đã thực hiện nghi thức long trọng ở Nagpur để chính ông cải đạo và cử hành lễ cải đạo tập thể cho gần 400.000 người thuộc giai cấp tiền dân trở thành những người Phật tử. Mục đích là để họ không còn bị kỳ thị giai cấp nữa. Và kể từ đó cho đến nay thì ở Ấn Độ đã có nhiều cuộc cải đạo tập thể đông đảo tương tự để trở thành những người Phật tử. Khi bàn về sự phục hồi của Phật giáo tại Ấn Độ, chúng ta không thể không nói đến ảnh hưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14. Vào năm 1959, Ngài đã chạy khỏi Tây Tạng khi xứ sở này bị Trung Cộng xâm lăng, để sang Ấn Độ tị nạn và thành lập chính phủ lưu vong của Tây Tạng tại thành phố Dharamsala. Thành phố Dharamsala đã trở thành một trong những trung tâm của Phật giáo thế giới và có rất nhiều người đến để du lịch hàng năm. Ngài Anagarika Dhammapala là pháp danh của ông Don David Hivavitharanu. Ngài sinh năm 1864 trong một gia đình phú thương rất giàu ở tại Sri Lanka, trong khi xứ sở này đang là thuộc địa của đế quốc Anh. Ngài là người đi tiên phong trong nỗ lực phục hồi Phật giáo tại Ấn Độ. Ngài là người đầu tiên đã đi thuyết giảng đạo Phật ở ba lục địa, đó là Á Châu, Bắc Mỹ và Âu Châu, cùng với hai nhà sáng lập của hội Thông Thiên Học là ông Henry Steelcourt, người đã vẽ lá cờ Phật giáo, và bà Helena Blavatsky. Ngài đã có công rất lớn trong tiến trình phát triển Phật giáo tại Sri Lanka và truyền bá Phật giáo sang các nước Tây Phương. Vào năm 1933, Ngài đã thọ giới tỳ kheo và viên tịch vào tháng 12 năm đó, thọ 68 tuổi. Ngày nay, Ngài được giáo Phật tử tại Tích Lan tôn sùng như là một vị Bồ Tát. Vào năm 1875, ông Henry Steele Osgood, nguyên là cựu đại tá của quân lực Hoa Kỳ, và bà Helena Blavatsky đã thành lập Hội Thông Thiên Học ở New York. Hai vị này có rất nhiều thiện cảm đối với Phật giáo sau khi họ nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật. Năm 1880, họ đã đến thăm viếng Sri Lanka và phát tâm quy y Tam Bảo. Sau đó, đại tá Osgood
đã trở lại Tích Lan nhiều lần để giúp cho xứ sở này thanh tiến nền giáo dục theo truyền thống của Phật giáo. Kết quả là ông đã giúp thiết lập hơn 300 cơ sở giáo dục Phật giáo ở tại Sri Lanka. Hội Đại Bồ Đề do Ngài Anagarika Dhammapala thành lập vào năm 1894 đã thiết lập những trung tâm của hội trong nhiều thành phố tại Ấn Độ. Và những trung tâm này đã khiến cho dân chúng Ấn Độ quan tâm nhiều hơn đến Phật giáo. Do đó có nhiều người trong giáo trí thức hoặc có trình độ giáo dục cao đã cải đạo để trở thành những người Phật tử. Sau khi họ nghiên cứu và hành trì những giáo lý sâu xa vi diệu đại từ đại bi của Đức Phật. Trong thập niên 1890, Hội Đại Bồ Đề đã công khai tuyên bố rằng chế độ cai trị cuồng tín của Hồi giáo ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ 12 cho đến thế kỷ thứ 16 phải chịu trách nhiệm đối với sự suy vong của Phật giáo tại xứ sở này. Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar, thưa quý vị, vừa là một luật gia nhưng đồng thời cũng vừa là một chính trị gia và nhà cải cách xã hội. Ông đã có công trạng rất lớn trong nỗ lực phục hồi Phật giáo tại Ấn Độ. Đồng thời, ông đã tranh đấu để đòi quyền bình đẳng cho giai cấp tiện dân, cho giới phụ nữ và giới lao động. Ông đã trở thành Bộ trưởng Tư pháp đầu tiên sau khi Ấn Độ giành độc lập từ Đế quốc Anh năm 1947 và là tác giả chính yếu của bản Hiến pháp Ấn Độ. Ông đã tốt nghiệp ngành kinh tế và chính trị học từ Đại học Bombay. Vào năm 1913, ông đã sang Hoa Kỳ du học tại Đại học Columbia, New York và đậu bằng cao học về các môn kinh tế, xã hội học, triết học và nhân chủng học. Ông cũng đã tốt nghiệp tiến sĩ về kinh tế học tại đại học này năm 1917. Sau khi Ấn Độ được Đế quốc Anh trao trả độc lập năm 1947, ông đã được tân chính phủ mời giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và sau đó ông được Quốc hội bổ nhiệm vào chức Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp cho Ấn Độ. Và bản Hiến pháp này đã được sử gia người Hoa Kỳ Granville Austin ca ngợi như là một tài liệu xã hội thượng thành, và đa số những điều khoản trong Hiến pháp Ấn Độ có mục đích cải tiến xã hội hoặc tạo ra những điều kiện cần thiết để đạt tới mục đích này. Trong bản Hiến pháp đó có những điều khoản cam kết rằng chính phủ phải bảo vệ dân quyền cho mọi công dân, như là quyền tự do tôn giáo, bãi bỏ sự kỳ thị giai cấp, v.v. Ông Ambedkar đã nghiên cứu về Phật giáo và đầu thập niên 1950, ông đã loan báo là ông đang viết một cuốn sách về đạo Phật. Và ông còn nói thêm rằng sau khi hoàn thành tác phẩm này, ông sẽ long trọng cải đạo để trở thành một người Phật tử. Năm 1955, ông đã thành lập Hội Phật giáo Ấn Độ và sau đó đã hoàn thành tác phẩm The Buddha and His Dhamma, có nghĩa là Đức Phật và giáo pháp của Ngài, vào năm 1956. Vào ngày 14 tháng 10 năm 1956, ông Ambedkar đã tổ chức nghi lễ cải đạo tập thể một cách long trọng cho chính ông và gần 400.000 người thuộc giai cấp tiện dân để giúp họ trở thành những người Phật tử tại thành phố Nabrut, nơi có nhiều di tích Phật giáo nổi tiếng. Và Hòa Thượng Hamalava Saddhatissa đã chủ trì nghi lễ quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới này. Cuối năm 1956, ông Ambedkar lâm trọng bệnh và từ trần tại Delhi. Trong lễ hoa táng của ông đã có khoảng nửa triệu người tham dự. Ngày nay, trên toàn quốc Ấn Độ có khoảng 1,5 triệu Phật tử, được coi là môn đệ của tiến sĩ Ambedkar vì họ đã quy y, thọ giới trong những nghi thức cải đạo tập thể giống như ông. Vào cuối thập niên 1990, một số người thuộc sắc dân thiểu số Romani ở Hung Gia Lợ đã nhận thấy có sự trùng hợp giữa hoàn cảnh của họ và hoàn cảnh của giai cấp tiền dân tại Ấn Độ. Do sự cảm phục của họ đối với tiến sĩ Ambedkar trong nỗ lực tranh đấu cho quyền bình đẳng của giới cùng đinh khốn khổ, cho nên những người Romani đã cải đạo để trở thành Phật tử. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội Ấn Độ năm 2010,
Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi tiến sĩ Ambedkar như là một nhà tranh đấu nhân quyền vĩ đại của Ấn Độ. Một số Phật tử Ấn Độ coi ông như là một vị Bồ Tát, tuy rằng ông luôn luôn khiêm tốn và không bao giờ tự nhận như thế. Thưa quý liệt vị, mặc dù bị những phần tử Hồi giáo cuồng tín cực đoan xem đạo Phật là dị giáo và tìm đủ mọi cách để tiêu diệt, tuy nhiên, vì sứ mệnh cứu khổ độ sinh và vì trách nhiệm bảo lưu nền giáo lý từ bi, bình đẳng và giải thoát đặc thù của Phật giáo, nên đứng trước mọi hiểm nguy, thách đố, tăng đoàn vẫn một lòng an nhẫn và tuyệt đối trung thành và tôn chỉ bao dung, vị tha, hòa bình, bất bạo động. Và cuối cùng, thực tế đã cho thấy là từ bi, hòa bình và giải thoát đã không chỉ là khát vọng muôn thuở của con người, mà còn là một nhu cầu thiết yếu của mọi thời đại và quốc độ. Sự phục hồi từng bước của Phật giáo tại Ấn Độ cũng như sự phát triển của Phật giáo khắp nơi trên thế giới hiện nay là một chứng minh hùng hồn không thể phủ bác. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vạn sự kiết tường.